cầm cái này. Dưới dưới cái mặt xuống làm một cái động tác giống như là đúng không? Thôi. Giữ đuôi vậy cục giữ đuôi chị đưa ra để người ta vô để người ta đừng có tại ngoài và thấy thấy cái tay ngoài nó đưa ra được rồi thấy không tôi chỉ đáp cho nó đều dừng không giống nó hơi coi vướng không sợ tay cái tay nào che
không có đồ chặt nhiều rồi. Cho lên mặt thôi ha, là không bình thường, bỏ lộn đó. Thôi tôi bước đơn đi. Cái đi thôi. Bước ra đứng đây. Cắt luôn. Cắt luôn. Giữ không được. Bánh lên nào. Okay. Rất xinh ha.
Chắc cái này. Rồi. Em trả em về. Được ha. Xuống xuống đèn. Em cắt cắt chưa này, mũi cố định không, mũi neo không? Đè này đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái này giữ. Một quả là quả bé ai luôn rồi đó. Rồi, làm tiếp rồi. Làm tiếp rồi.
Đó. Đó, này đẹp không? Này này, thấy thấy cái gì mà Rõ không? giờ đây hướng thầy các bạn mới qua lúc phát triển rồi. Khoa chỉ bên đây nữa. Đen đẹp đó. Đây đó. Rõ ha. Cái lên. Rồi ha.